Xin chào các bạn. Ngày hôm nay ngồi ở đây ngồi với các bạn để tâm sự với các bạn về tôi vỡ nợ casino online như thế nào. Thì các bạn thì đã biết đấy, vỡ nợ casino online là điều không phải là ngạc nhiên đối với những anh em từng dính vào những cái món cờ bạc này. Lúc đó nó vừa nhục nhã, chán trường, mất phương hướng và vô cùng tuyệt vọng. Hôm nay tôi làm video này là để động viên anh em. Có rất nhiều người đồng cảnh như anh em. Xin anh em đừng nghĩ quẩn và làm điều gì dại dột. Cuộc sống nếu còn thì sẽ còn cách anh em ạ. Sự rất là buồn. Bây giờ tôi kể về hành trình tôi vỡ nợ từ món casino online này như thế nào. Để những ai chưa chơi thì tốt nhất là nên tránh xa. Các bạn nên tránh xa tuyệt đối. Và hãy coi đó là như thuốc độc, các bạn động vào là các bạn chết. Những người mới nhá, tôi khẳng định các bạn, những ai mới ấy, dù có thông minh đến mấy hay là điềm tĩnh đến mấy, người mới bao giờ cũng thua. Vì bản chất chúng ta là khi cái bản năng của con người chúng ta nó đã có máu cờ bạc từ nhỏ rồi. Ví dụ như chúng ta đi thi, chúng ta cầu may mắn là chúng ta muốn may mắn có được cái đề thi nó đúng ý mình. Nào chúng ta đi là chúng ta cầu may mắn là chúng ta không bị tắc đường. Nào chúng ta đi, chúng ta học là hôm nào chúng ta không học bài thì chúng ta nào cầu may mắn là cô giáo không gọi tới mình. Thì bản chất chúng ta, bản năng con người chúng ta đã thích những cái điều may mắn rồi. Cho nên là những ai chưa chơi ấy thì tốt nhất là các bạn nên tránh xa ra, các bạn đừng có dính vào, đừng thử vào cái món này, cực kỳ nguy hiểm các bạn ạ. Còn những ai đã chót dính vào rồi ấy thì nó cũng là video này tôi cũng an ủi anh em. Thì thực tế ra là ai dính vào cái món này cũng nợ nần cả. Cho nên không phải mỗi mình anh em đau khổ đâu, rất nhiều người họ cũng đau khổ cả. Và rồi dần dần có rất nhiều người rồi họ, khi họ đã dính vào rồi, họ tỉnh ngộ ra cái điều sai trái đó, họ đã dần dần họ lấy lại được bản thân mình. Thì không lòng vòng nữa thì tôi cũng nói là cái quá trình hành trình vỡ nợ của tôi như thế nào. Thì trước mắt thì tôi giới thiệu là tôi là kỹ sư ngành công nghệ thông tin. Và cái một cái nghề người ta được gọi là ngồi máy lạnh đấy, sáng đi tối về đấy. Và tôi cũng từng một thời gian là giảng viên ngành công nghệ thông tin của một trường cao đẳng. Tôi tự cho tôi là người có tố chất, cũng học hỏi nhanh, cho nên đồng lương của tôi cũng gọi là khá so với anh em bạn bè. Ngày Covid ùa về, chúng tôi ít việc hơn. Thời gian rảnh rỗi của tôi cũng nhiều, cho nên là tôi hay online mạng. Và tôi cũng tìm hiểu về các phương thức đầu tư tài chính. Biết vào dương rủi như thế nào, tôi lại đọc cái thông tin là đầu tư Baccarat. Lúc đầu tôi không biết Baccarat, biết từ gì, xong khi nghiên cứu ra thì ra nó là cờ bạc anh em ạ. Là cờ bạc, tôi bảo sao nó là cờ bạc, sao nó lại nhiều, nó lại phát triển rầm rộ thế. Tôi bắt đầu tôi tìm hiểu. Thì ra là cái món cờ bạc này, cái casino này thì thực tế ra là nó có lịch sử phát triển hơn thập kỷ nay trên thế giới rồi. Và được rất nhiều các nước trên thế giới công nhận rồi, ví dụ như Mỹ chẳng hạn, nó được công nhận rồi. Và nó là ngành công nghiệp không khói hàng tỷ đô, là ngành công nghiệp siêu lợi nhuận. Và cũng có rất nhiều người, và khi tôi nghiên cứu ấy, có rất nhiều người giàu từ cái ngành này. Rất nhiều người giàu từ cái ngành này. Các bạn lên YouTube, các bạn search, các bạn ra ngay những tỷ phú giàu từ món này. Và trong đó có những người Việt đấy. Thì tôi nói là thực tế ra cái này thì nếu mình có tư duy thì mình vẫn có thể kiếm được tiền. Mình không giàu được chứ người ta, nhưng mình có thể kiếm thêm được. Và thế rồi tôi nghĩ món này là, thế là tôi bắt đầu tôi nghiên cứu và tôi học hỏi và cách đánh soi cầu và nghiên cứu của các thánh YouTuber chia sẻ trên mạng. Và sau này khi tôi cháy ra rồi thì tất cả những cái thánh đấy là tôi hỏi kỹ ra là các thánh đấy đều xa bờ hết. Những cái thánh đấy là chỉ chém gió thôi. Và khi chúng ta vào nhóm của những thánh đấy, các thánh cũng lừa đảo hết các bạn ạ. Nói chung là bây giờ là ngã rồi, đau rồi thì mới ngộ ra được. Thì ngồi nói cho anh em để anh em rút kinh nghiệm, những người chưa vấp phải thì anh em rút ra. Đấy, và cái món cờ bạc này thật sự ra các bạn nhớ này, người ta bảo cờ bạc mà nếu mà người ta nói là cờ bạc mà có tư duy thì nó là đầu tư, mà là đầu tư mà không có tư, không có kiến thức thì gọi là đánh bạc. Thật sự ra là cái câu nói này là câu nói là nùa gà các bạn ạ. Thật sự trong cái ngành casino này nó đúng, thật ra như bên Mỹ tôi nghiên cứu có rất nhiều người họ giàu thật, giàu từ ngành cờ bạc luôn, họ sống bằng cái nghề này luôn ấy.
Nhưng mà họ họ khác mình cái gì? Họ vào với cái tư duy của nghề nghiệp, họ vào với tư duy của công việc, họ làm với công việc của người ta thôi, chứ họ không hiểu vào đây thì họ ăn thua đủ thị trường. Còn tại sao ở Việt Nam mình tham gia vào casino nhiều như thế? Vì phần lớn chúng ta vào với cái tư duy của con bạc, ăn thua với thị trường. Cho nên là anh em xa bờ hết. Và có những người còn mất mạng cơ anh em ạ. À, tôi còn ngồi đây để nói với anh em là tôi còn may mắn chán. Và tôi để động viên anh em rằng tôi biết rằng có rất nhiều anh em khi đã xem những cái video này thì có thể là 99% những anh em đang xa bờ. Và anh em cũng đồng cảm với cái suy nghĩ của mình. Và các bạn ấy, và sau khi một tuần tôi nghiên cứu, tôi quyết định đầu tư thử 5 triệu các bạn ạ. Cái ngày đầu tiên tôi tham gia vào cái lĩnh vực baccarat này, tôi cái món tức casino online mà tôi chơi đầu tiên ấy, nó là baccarat các bạn ạ. Mà cái phương pháp đầu tiên tôi chơi ấy, nó là cái phương pháp là gấp thép. Tức là tôi thua tôi gấp đôi lên. Bởi vì là tôi lên mạng tôi thấy search Google hay là những cái bài báo đọc thì thực tế ra là nó viết cái bài đấy mà tôi thấy nó cũng đúng, bởi vì là như thế là chúng ta không bị thua được, chỉ cần thắng một lệnh người ta hòa. Thế là tôi chơi phương pháp đấy, và cái ngày đầu tiên tôi chơi là tôi nạp vào 5 triệu để chơi các bạn ạ. Và ngày hôm đó là tôi thành công rực rỡ. Tôi không hiểu sao là tay, chắc là tôi tự tin tay sao ấy, từ 5 triệu tôi đánh lên 20 triệu. Và sau này tôi mới đi nghiên cứu ra thì thực sự ra cái số tiền đánh lãi của tôi nó còn bé lắm. Có những anh chị em 5 triệu họ đánh lên cả 100 triệu cơ, 200 triệu ấy. Như tôi 5 triệu đánh lên 20 triệu hết sức bình thường, lãi gấp có 4 lần. Và ngày hôm đó là khi tôi đánh được lên 20 triệu là tôi thử rút về ngân hàng, 5 phút nó về các bạn ạ. Đúng 5 phút nó về. Thực sự ra lúc đấy nó đúng là nó cực kỳ nó vui luôn. Cái ngày đầu tiên mà khi các bạn chơi casino các bạn lấy được tiền về mà các bạn nó vui lắm. Đấy, nhưng mà các bạn đâu có biết rằng chính cái lúc mình vui đấy là cái lúc mình chuẩn bị mình chết đấy. Chuẩn bị chết đấy chứ không phải là mình sung sướng được mãi đâu. Nhưng mà thực sự ra là người ta bảo là cờ bạc đánh tay đầu rút non không chơi nữa. Tôi nói thật các ông ấy, nghìn ông thì đến nghìn này một ông không ông nào dừng ở lần đầu đâu. Thắng sao có chuyện, người ta chỉ dừng khi người ta đau quá thôi. Người ta đau quá, ví dụ người ta nợ nần nhiều quá, người ta dừng, người ta không dám đánh, người ta sợ, người ta cai. Chứ còn thắng ấy, tôi nói thật các bạn không bỏ được đâu. Và những ông nào thắng ấy, nếu là sử lần đầu tôi chơi tôi thua cơ, thì chắc là tôi còn may mắn. Ông nào mà thắng lần đầu ấy, ông nào mà, những ai mà thắng đầu là điều cực kỳ đen đủi. Đấy, và các bạn biết đấy, ngày hôm đó tôi vui quá. Là trong 1 giờ mà tôi đánh lên được 15 triệu bằng cái lương cứng của tôi làm công nghệ thông tin. Và tôi làm hì hục 1 tháng tôi mới có được 15 triệu lương cứng. Tất nhiên tôi có doanh số và những cái được thưởng khác nữa. Đấy. Và tôi đã quá tự mãn và cho rằng là mình thông minh các bạn ạ. Tôi còn ảo tưởng món này mỗi tháng tôi tự tin kiếm thêm mỗi tháng cả 100 triệu. Thực sự ra là đấy, anh em thấy nghĩ sao, cho mình còn tự tin kiếm được 100 triệu sao mình bỏ được? Không bỏ được đâu. Nên các bạn dính vào cái món này nè. À, các bạn nào mà không có bản lĩnh này, các bạn xác định luôn là các bạn xa bờ, là các bạn không bao giờ thoát được. Đấy, và cái ngày thứ hai tôi chơi, tôi là cũng nạp vô 5 triệu để chơi. Lần này tôi đánh lên được 22 triệu không ạ? 22 triệu. Đang thắng thì lúc đó vợ tôi gọi đi có việc. Đấy, nếu mà không gọi thì chắc tôi vẫn đánh thêm đấy, vì đang đà thắng mà. Tối hôm đó tôi mời cả gia đình và bố mẹ đi ăn nhà hàng. Bảo là hôm nay là tôi có lộc. Từ dự án tôi cũng không nói là tôi đánh cờ bạc gì cả. Nhưng mà ăn uống ấy, thật sự các bạn, khi các bạn tiền các bạn từ cờ bạc về ấy, các bạn tiêu bạn không tiếc đâu. Không có tiếc gì cả, bạn nó không trân trọng đồng tiền đâu các bạn. Trừ trường hợp các bạn giống như ở bên những người ở bên nước ngoài, ở Mỹ ấy. Tức là có cái nhóm người mà họ đầu tư, họ coi đây là một cái nghề, họ đầu tư. Và họ, đồng tiền của họ, họ cũng rất là trân trọng. Thắng thua họ có target và nghỉ rất rõ ràng. Nhưng mà cái này thực sự là với anh em như mình thì tốt nhất là chúng ta không nên chơi, dính vào là chết. Và rồi đấy các bạn ấy, sau cái ngày thứ hai thì cái vận động nó hết rồi. Thì đến cái ngày cuối tuần thì tất nhiên là sau chơi hai ngày đấy, tôi mấy ngày sau thì tôi bận, tôi không có thời gian tôi chơi. Thế đến ngày cuối tuần thì lúc đấy thì nó cũng rảnh các bạn ạ. Thì tôi được nghỉ ở nhà và tôi vào phòng đóng cửa. Bạn biết không, hôm đấy kế hoạch kinh khủng lắm. Tôi nghĩ rằng hôm đấy là tôi tưởng tượng là tôi đem hết tiền của Thiên Hạ về nhà, 20 triệu mà, hôm đấy tôi nạp vào 20 triệu vào.
trước tôi nạp 5 triệu thôi, x3, x4 cho mình là 20 triệu. Bạn thử tưởng tượng 20 triệu tôi đánh phong độ như mọi hôm thì nó ra bao nhiêu tiền. Kinh khủng luôn rồi. Đấy, tôi bảo nay mà tối nay mà mình mà thắng được thì lại cho gia đình để ăn tiệc sang trọng luôn. Cứ nghĩ như mỗi lần. Thế là tự tin thái quá. Xông vào 20 triệu 5 phút, chưa đến 5 phút các bạn ạ. Tôi bay. Thế là tôi nhìn ở trong tài khoản bank của tôi còn 70 triệu. Tôi nạp vô thêm 20 triệu. Đánh tiếp và kết quả cũng như lần trước, cháy trong vài nảy. Điên tiết lên rồi, 50 triệu quất nốt để chơi. Và các ông biết đấy, trong cái món này này, tâm lý khi chúng ta chơi ở cái trạng thái mà cay cú gỡ ấy, thì khẳng định với ông 99% là các bạn thua. Các bạn không thắng được, không thắng được bạn. Bạn không thắng được rồi. Đấy, và thế là vào nốt 50 triệu mà tôi đốt cháy hết các bạn ạ. Và tôi nằm nì trong phòng luôn. Vì lúc đấy mà nếu mà trong tài khoản tôi còn tiền thì chắc là tôi cũng vào tiếp đấy. Nhưng mà lúc đấy nó hết rồi. Này, lúc đấy các bạn cũng biết rồi, kinh khủng. Cảm giác nó như địa ngục. Chán trường, xong rồi nó tiếc tiền. Thật sự là cái cảm giác nó tiếc kinh khủng các bạn. 90 triệu không thật sự ra các bạn là. Nếu với một cái người làm công đi làm lương mà một tháng 15 triệu thì các bạn nhận xem, để vừa chi tiêu vừa tiết kiệm thì may ra các bạn để một năm các bạn mới để được 90 triệu. Mà trong một giờ tôi đốt được 90 triệu các bạn. Coi như là tất cả những cái hôm nãy trước cộng lại đến hôm nay là coi như tôi đốt hết. Đốt cả vốn lẫn lãi, tôi chẳng lãi đồng nào. Đấy là cái ngày đầu tiên là tôi cháy. Và tôi cháy. Và đấy là những cái chuỗi ngày đen tối của tôi bắt đầu. Giả sử lúc đấy mà tôi ý thức được thì chắc là tôi dừng lại thì nó tốt. Nhưng mà thực sự ra là chúng ta không ai làm chủ được đâu. Cho nên là các bạn nào mà có ý định nghiên cứu ấy, có định nghiên cứu mà chơi cái món này như nào ấy, thì tôi khi các bạn xem được cái video này của tôi ấy, thì hãy học ra từ tôi. Các bạn không thắng được thị trường đâu. Tôi thì không dám tự hào khoe tôi thông minh, nhưng mà tôi nói với bạn là tôi cũng học đại học, cũng là giảng viên của một trường cao đẳng. Tức là tôi cũng có tố chất chứ phải không đâu các bạn. Thế mà dính vào cái món này chúng ta thành con người khác hết. Chúng ta thành con người khác hết rồi, chúng ta không làm chủ được bản thân. Chúng ta như một con thiêu thân. Đấy, mới có 90 triệu thôi, chưa là gì đâu. Hành trình của tôi còn vỡ nợ còn nhiều lắm. Tôi kể cho anh em biết để anh em nên dừng. Anh em nên dừng và không nên nghĩ rằng là chúng ta có thể kiếm tiền và làm giàu từ cái ngành casino này. Và cái ngành casino ấy, thực tế ra là các bạn biết ấy, nó không phải nó tạo ra để nó lừa mình. Nhưng mà nó lừa chung. Nó tạo ra cái game này là nó để kiếm tiền của mình chứ không phải nó cho tiền của mình. Cho nên các bạn đừng có nghĩ rằng là các bạn vào thị trường này các bạn đã kiếm được tiền. Ở trong cái casino, những cái nhà cái nó có một cái đội ngũ như các bạn nhé. Đội ngũ nghiên cứu tâm lý và họ nghiên cứu hành vi của người chơi như nào. Và họ đưa ra những cái luật ra quân ấy, luật chơi ấy, để làm sao ấy, chúng ta chơi càng chơi chúng ta chỉ có thua thôi. Họ nghiên cứu hết rồi. Chúng ta cũng chỉ là những con người thôi, mà trong khi làm sao chúng ta thắng làm sao là một đội ngũ chuyên gia tâm lý được. Các bạn có biết rằng không, thời điểm này tôi cháy, tôi xa bờ. Tôi lỡ lần, có những cái lần mà tôi thật sự là lúc tôi tỉnh táo, tôi không còn chơi nữa, tôi mới nghĩ tôi còn tỉnh táo lại. Tôi bảo tại sao lúc đấy mình lại đi cái lệnh đó. Bởi vì tức là mình biết thừa là lúc mình tỉnh táo mình biết đi cái lệnh đấy là cháy, nhưng tại sao mình lại đi. Các bạn biết không, cái lúc đấy chúng ta không thắng được. Đấy, cho nên là cái đội chuyên gia tâm lý họ nghiên cứu rồi, đánh đến mức này, ngồi bao nhiêu phút, đánh lệnh này thì đầu nó quấn như thế nào, và đánh ngồi bao nhiêu lâu thì đầu nó quấn như thế nào. Cho nên các bạn không thắng được thị trường. Các bạn không thắng được. Không thắng được, cho nên là khi các bạn chơi ở trong này, các bạn không có đủ tỉnh táo mà không có đủ sáng suốt ấy, thì các bạn chỉ có thua thôi. Và nó chỉ để lại cho bạn một cái hối hận rất là lớn. Tiếp như thế. Tôi hôm đó thì cũng mất 90 triệu. Buổi chủ nhật đấy thì cũng không nói cho vợ biết. Thì vợ tôi là giáo viên mầm non, lương thì thấp. Nghe tôi mất 90 triệu chắc cô ấy sẽ không chịu được. Ngày hôm sau thì tôi cũng không có tâm trạng làm việc. Tôi có hai cái thẻ tín dụng, mỗi cái khoảng 100 triệu của hai ngân hàng, ngân hàng VIB Bank và ngân hàng VIB. Tôi rút ra hết và hy vọng lần này tôi gỡ được. Các bạn biết đấy, khi đã vào một cái guồng là guồng chết rồi thì các bạn biết đấy, mọi quyết định đều không sáng suốt. Các bạn không tỉnh táo được. Các bạn
không thể tỉnh táo được. Nói thật sự là các bạn không thể tỉnh táo, ngay cả tôi đây không tỉnh táo được. Tôi lại lần đầu tiên, thế là tôi mới nghiên cứu. Tôi nghiên cứu sao làm sao mà tôi sẽ đánh tôi gỡ lại. Và tôi ở trước ấy là tôi đánh phương pháp gấp thép, nhưng bây giờ tôi cũng đánh gấp thép, nhưng mà tôi chỉ gấp thép ở những cái bàn nào mà họ sử như là nó ra là 6 bệt xanh, 6 bệt đỏ rồi thì tôi bẻ. Thật sự ra đến cái thời điểm này là tôi thấy là những cái phương pháp tôi đưa ra đều là ngu xuẩn hết. Phải nhớ rằng đánh casino ấy, một cái bài nó ra ấy thì nó luôn luôn ở trạng thái 50-50, nó không có gì là nó chắc chắn nó ra con nọ con kia cả. Đấy. Thì tôi cái ngày đầu tiên thì tôi nạp vào thì 50 triệu thôi, vì tôi có 200 triệu các bạn. Tôi xác định luôn là tôi ngồi tôi gỡ lại luôn. Đấy, tôi đã nạp vào 50 triệu để chơi trước. Và các bạn biết không, thì lần đầu thì tôi chắc là lúc đấy nó tâm lý nó cũng ổn định hơn tí. Và có thể là nó cũng may mắn nữa, thì là tôi đánh theo cầu và tôi chỉ bẻ những cái nào ra 6 hoặc 7 đỏ rồi thì tôi bẻ hai tay hay ba tay nó về, thì là 50 triệu rồi tôi cũng đánh lên được 6-5 triệu. Thế là tôi cũng thấy vui dần trở lại. Và lại hy vọng tràn trề các bạn ạ. Với hy vọng tràn trề luôn. Đấy, và tôi vui tôi ra đưa cho vợ tôi 5 triệu luôn. Đấy, thật sự ra là đợt trước tôi lỗ 90 triệu thì trong đó thì tôi cũng thắng được đâu đấy là khoảng độ 30 triệu. Thì coi như con lỗ khoảng 60 triệu đi. Đấy, lỗ 60 triệu thì hôm nay kéo về 15 triệu thì còn lỗ 50 triệu nữa thì tôi nghĩ là kéo trong một tuần thì về thì cứ đánh kiểu an toàn là một tuần tôi về thì tôi không có gì tôi phải áp lực cả. Đấy là tôi vui trở lại. Đấy là tôi vui trở lại các bạn ạ. Nghe giống là cái món này nó kỳ lạ thật. Thắng một tí thôi là đã vui rồi. Thua thì thua cả đống luôn. Đấy, các bạn ạ. Thua cả đống, thắng tí thôi. Đấy, và ngày hôm sau các bạn biết không? Tôi gặp quả bệt 14 cây xanh. Đáng lẽ ra là tôi nên dừng ở 2 cây gấp thép thì tôi không dừng. Nhưng mà cuốn các bạn ạ, không thắng được đâu. Lúc đó các bạn không thắng được. Thế là tôi đi nốt 60 triệu các bạn. Tôi bay mất 60 triệu. Và lúc đó thì tôi như thành con người khác ấy. Có bao nhiêu tiền trong tài khoản tôi nạp hết và lại cháy sạch. Thực sự ra cái cảm giác đó nó cực kỳ kinh khủng. Tôi nói thật với các bạn ấy, những cái người mà chưa chơi vào ấy, thì tôi nói với các bạn này nó kinh khủng như nào nhá. Những người mà chưa chơi ấy thì tôi nói với bạn này nó khủng khiếp như các bạn mất người thân ấy. Nó khủng khiếp như thế. Nó chán mà nó khủng khiếp mà nó cực kỳ nó buồn. Cực kỳ buồn. Đấy, còn những người ở những ai anh em chơi rồi mà xa bờ rồi tôi cũng chẳng nói làm gì. Anh em chúng ta ngồi đây tâm sự với nhau để hiểu với nhau rằng là chúng ta cũng là cùng cái hoàn cảnh như thế và chúng ta chia sẻ cho nhau những cái nỗi buồn. Và tôi động viên anh em rằng chúng ta thật sự ra là ở ngoài kia những người chơi như anh em mình ấy, rất nhiều người họ cũng khổ như mình. Và những người như anh em mình được ngồi đây để nghe, ngồi để tâm sự. Và còn hơn rất nhiều người họ đang tìm phương hướng để chết. Tôi nói thật là có đấy. Và cái ngành này các bạn nên tránh xa. Các bạn nên tránh xa cái ngành casino cờ bạc này đã. Đó tôi vô cùng hoang mang. Hoang mang lắm các bạn ạ. Mà thật sự ra các bạn biết đấy, các bạn ấy không có tâm trạng để làm một cái gì, thậm chí các bạn không muốn thở cơ. Chán đến mức độ thế. Thở. Và rồi tôi cũng không chịu được cái cảm giác đó nữa và tôi quyết định tôi hỏi vay đồng nghiệp. Thì tôi từ trước đến giờ là tôi cũng rất uy tín, không nợ nần ai. Có vay có trả đàng hoàng, cho nên vay nó cũng dễ. Tôi vay của 3 người bạn được 100 triệu. 3 người mới có được 100 triệu và tôi vô phòng chơi. Và ngày hôm nay, hôm đó nghỉ làm xác định ngồi chơi ở nhà chơi và nghỉ rồi ở ngồi nhà chơi. Và rồi tôi cũng đốt hết các bạn. Tôi đốt hết. Đấy, các bạn này. Các bạn thấy cảm giác như thế nào? 100 triệu lại đốt tiếp trong vòng 1 phút. Mà 100 triệu đấy là tiết kiệm 1 năm. Các bạn ai xa bờ như mình thì cảm giác sẽ rất hiểu rõ. Thật sự là khủng khiếp. Tôi nhiều hôm thật sự là không ngủ được các bạn ạ. Và vợ tôi cũng biết. Khi tôi chơi cờ bạc tua, cô ấy khóc vì tiếc của, không nói với tôi mấy ngày liền. Lúc đó tôi thương vợ con quá. Một thằng như tôi sao lại dính vào con đường cờ bạc này cơ chứ. Sao mình lại ngu muội như vậy. Sự ra là hôm nay tôi ngồi đây ấy, thì sự ra là tôi mục đích là nói ra những cái dòng tâm sự này. Để phần lớn là tôi cảnh tỉnh anh em. Anh em hãy dừng cuộc chơi này càng sớm càng tốt. Và những ai đã chót chơi rồi
đã chót nợ nần rồi thì cũng không lấy gì phải tỉnh táo đầu óc lên, tức là đừng nghĩ quẩn. Và các bạn biết đấy, thì cái chuyện cờ bạc thì chơi lâu rồi thì nó cũng mất uy tín dần. Rồi dần dần bạn bè đồng nghiệp của tôi nó biết hết. Nói tôi thấy tôi nhục nhã ê trẻ. Thật ra nếu lúc đó tôi dừng lại thì cũng không đến nỗi đâu. Nhiều đêm vì khi ngủ vì tiếc của, tôi vẫn nghĩ sẽ có phương pháp nào đó sẽ gỡ tôi về bờ. Thế là tôi quyết định tôi vay của FE Credit các bạn 100 triệu. Làm sao vay ngân hàng chính thống được các bạn? Vay ngân hàng chính thống thì bạn phải có thế chấp. Sổ đỏ ngân hàng thì vợ sao vợ đồng ý được, quyền sự chữ ký của vợ. Sao các bạn nào thì lấy được, chỉ có FE thì nó giấu kín thông tin thì không lấy được. Mình lấy thông tin của người khác. Lần này tôi không tự đánh mà theo nhóm kéo công ạ. Mẹ nó, cái bọn nó cũng chỉ là lừa đảo thôi. Cho nên là tôi giờ đấy thì tôi nói thật các bạn ấy, những ông nào mà chơi baccarat này hay là casino online mà cứ tin mà vào những thằng gọi là thằng nhá, tôi nói thật là những thằng gọi là thằng bot, hay là tin vào những ông nhóm kéo ấy, thì các bạn ngu à. Nói thẳng luôn là các bạn ngu hết phần chó. Vì thật sự là tôi ngu như thế rồi. Ngu hết phần chó rồi. Tôi là thôi nói thẳng luôn là tôi ngu như chó rồi. Để các bạn hiểu. Đừng có tin một thằng bot, thằng nhóm kéo nào. Các bạn đừng tin một cái giao dịch mà nó sâu ra kết quả. Thật sự ra các bạn ấy, nó còn nhiều bí mật trong đấy lắm. Các bạn cứ vào nhóm là các bạn chơi là các bạn thua thôi. Không kiếm được tiền đâu. Các bạn biết là cái nhóm nó kéo nãi thằng nó gọi họ hàng nó vào. Nghĩ đơn giản thế thôi mà các ông cứ tham các ông nào vào. Đấy, cái thứ hai là mẹ cái bảo hiểm. Cái bảo hiểm là cái cực kỳ bất bẩn. Đấy, một cái hành trình đấy, sau cái quá trình kia là tôi một thời gian dài theo nhóm rồi tôi tự đánh rồi bảo hiểm. À, thế chả là kết quả là nhóm nó còn đốt nhiều hơn là tôi đốt các bạn. Đấy, bảo hiểm nó còn bảo hiểm 100%. Đấy, các bạn biết không? Thua thì nó đền cho 100%. Thắng thì nó ăn chia cho mình. Mẹ thì các bạn tự tưởng tượng các bạn đặt vào địa vị của nó xem các bạn chơi được. Thì các bạn tự các bạn nạp vào các bạn chơi chứ cần gì phải đọc lệnh cho thằng khác gì, đôi khi còn không theo kịp bàn. Đấy, cho nên ấy, mẹ nó cứ thằng là bảo hiểm ấy, nói thẳng luôn nhá. Nếu các bạn mà vẫn còn có tư tưởng là theo nhóm hoặc theo bot ấy thì tốt nhất này. Thật sự là các bạn ấy, tôi nói thật các bạn là tôi là chó rồi. Để cho các bạn biết rằng nếu ở trong thị trường này các bạn có bản lĩnh thì các bạn tự chơi, đừng có nhờ một ai cả. Còn không ấy, thì tốt không tự chơi được thì các bạn tốt nhất là các bạn nên dừng, các bạn đừng chơi. Ở trong thị trường này, tôi nói thật với các anh em, có những anh em ngồi ở đây là những người từng chơi rồi. Nếu mà có kỷ luật và có phương pháp và có một cái bảng kế hoạch rõ ràng, các bạn phải có cái bảng kế hoạch nha. Bạn phải làm một cái bảng kế hoạch và bạn điền lấy thông tin đấy khi bạn chơi đến ca này. Ví dụ bạn chia ra ngày đang vài ca bạn chơi ra, bạn điền vào cái xanh xóa bạn theo dõi và thua đến tầm đấy bạn dừng. Thì nếu bạn làm được như thế thì có khả năng các bạn kiếm được tiền. Nhưng phần lớn là các bạn không làm chủ được. Các bạn all in hết, các bạn có 100 triệu, các bạn táng 100 triệu các bạn đánh thì các bạn chỉ thua thôi, không thắng được thị trường này đâu. Đấy, cho nên là các bạn nếu các bạn là muốn kiếm tiền trong thị trường này mà các bạn không có khả năng để đánh ấy, thì tốt nhất là các bạn thôi, đừng có chơi làm gì, tôi khuyên thật các bạn. Còn nếu các bạn có kỷ luật mà có target đánh rõ ràng thì các bạn có thể chơi được. Đấy, thì là và khi 100 triệu đó vào, các bạn biết không, 100 triệu từ cái đấy tôi theo nhóm và vay của FE Credit này, xong rồi vay các kiểu bạn bè, xong những người họ chơi mình bị chơi bựi bị mình lừa, thì thực sự ra là mình lừa hết rồi. Nói thẳng ra là tôi lừa hết rồi, tôi không có tốt đẹp gì đâu cả. Tôi nói ra để cho các bạn biết rằng là chúng ta khi dính vào cái món này rồi mà chơi như một con thiêu thân ấy, thì chúng ta như nhau hết rồi, nó không có gì xấu hổ. Xấu hổ chứ, tôi xấu hổ với những người mình yêu tín, nhưng còn với chúng ta là như nhau thì chúng ta biết rồi, chúng ta đều cùng hoàn cảnh hết. Cho nên là các bạn đến thời điểm mà chúng tôi đến khi là tôi không còn bạn bè người thân ấy, cái giá nó chả quá đắt đâu, nó quá đắt. Ngay cả anh em ruột thịt họ cũng còn không tin mình cho mình vay tiền, thì bạn biết rằng là vào trong khi một thằng như tôi, không giả sử như các bạn đi làm xe ôm hay là đi làm với công việc gì đó mà nó bấp bênh, nó thì các bạn dính vào cái món này thì nó đành. Tôi đây thì nó thật sự ra là khi nghiên cứu kỹ rồi tôi thấy là ở trong này thật ra là không tiện nói ai, tôi còn biết của cả công an trời các bạn ạ. Giáo viên thì tôi biết đầy ông trời, tôi không phải nói, tôi không tiện nói ra. Thật sự là trong cái món này là nó dính rất nhiều người. Và chúng ta vào thị trường như một con bạc. Tôi làm video ấy để khuyên nhá. Khuyên anh em đừng chơi.
chứ không phải là tôi bảo là anh em chơi nhá. Khuyên anh em đừng chơi. Những người là chưa chơi ấy, thì tốt nhất là đừng chơi. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, vì tôi thật sự ra đến thời điểm này thì tôi ngồi tôi làm video này, tôi cũng có biết một vài anh em. Vì ở thị trường đủ lâu mà biết một vài anh em, và người ta vẫn kiếm tiền đều đặn từ cái thị trường này. Nhưng mà tại sao? Nhưng mà nếu mà tôi hỏi nó là nếu mà cho anh suy nghĩ lại anh có chơi cái món này không, anh ấy nói thẳng luôn, nếu mà cho anh suy nghĩ lại thì anh sẽ bỏ ngay từ đầu. Bởi vì ấy, để có được cái thành quả như ngày hôm nay họ trả cái giá nó quá đắt rồi. Gia đình người ta tan nát này, người ta phải trốn nợ này, trốn nợ các bạn ạ, trốn nợ. Người ta phải tha hương tha xứ ở xa rất xa, không gặp vợ gặp con được. Cho nên là và gia đình người ta tan nát, và bố mẹ người ta bị vào viện vì cái việc của người ta, vì người ta sốc quá. Và người ta nói rằng nếu cho suy nghĩ lại họ sẽ không chơi. Nhưng tất nhiên bây giờ tôi thấy rằng họ vẫn kiếm được tiền đều đặn từ thị trường. Một ngày họ vào họ có thể kiếm 1-2 triệu họ kiếm được. Là đó là tôi nói bằng cái tâm của tôi chứ không phải là tôi nói Buffett nhá. Có nhưng mà thực tế là để những người làm như thế, họ phải một thời gian dài trả một cái giá cực đau. Thì may ra nhá, chứ không phải là chắc chắn được nhá. Thì may ra thì người ta mới có đến bản lĩnh đến bây giờ người ta kiếm được tiền từ thị trường. Còn lại là người ta chết hết các bạn ạ, chết hết. Tôi đây thì tôi nghĩ rằng chắc là tôi còn phải thời gian dài nữa. Tức rằng tôi bây giờ là tôi nghiện rồi các bạn ạ, tôi không bỏ được, nghiện rồi bỏ sao được các bạn. Nhưng mà tôi cũng không tham nữa, tức là tôi cảm thấy là giờ tôi cũng đánh, tôi không tham như trước nữa. Có những ngày các bạn biết không, tôi chỉ cần đánh đến 200.000 tiền uống nước là tôi đã dừng cả ngày rồi. Thế thôi, còn hơn là không có đồng nào, tiền uống nước, ăn uống, sinh hoạt là được rồi, 200.000 thôi. Đấy, nhưng mà ngày trước làm sao có chuyện tôi dừng 200.000 được, không có. Đấy, tất nhiên là có những ngày thì gặp cầu thì tôi có thể đánh đến 2-3 triệu tiền lãi một ngày, nhưng tất nhiên phải đóng sổ ngay, các bạn cứ ngồi nhìn ngó nến là các bạn chết. Đấy, nhưng mà thật sự ra là vẫn còn nợ các bạn ạ. Tôi nói là các bạn biết rằng các bạn cũng nên dừng sớm, nên dừng sớm. Con đường này nó quá khắc nghiệt. Anh em đã dính vào món này rồi thì nên dừng anh em nhé. Tốt nhất là dừng và dừng, không nên chơi. Và tôi ngồi ngày hôm nay tôi ngồi làm cái video này ấy, thì sự ra là cái lúc đấy thì tôi vừa cháy một cái tài khoản chỉ 5 triệu thôi. Nó 5 triệu rồi nhưng mà cũng ngồi thấy rằng sự ra là nghĩ là mình ở trong thị trường như này, phương pháp mình cũng nhiều, kỷ luật vốn, kỷ luật có, thì không biết là những anh em ở ngoài kia, những anh em mà áp lực nợ nần, những anh em áp lực từ rất nhiều thứ, những anh em mà lại bản lĩnh kém hay nóng vội nữa thì chắc chắn là anh em sẽ xa bờ, mà anh em khổ lắm, khổ vợ, khổ con, khổ bố mẹ. Nên tôi quyết định tôi làm để cảnh tỉnh những anh em nào, những anh em nào mà tính tình nóng nảy, không bình tĩnh, tham. Nhớ là tham, không kỷ luật. Thì tôi khuyên chân thành anh em là anh em đừng chơi. Anh em đừng chơi. Tôi đố anh em khi anh em nỗ 100 triệu, nỗ cả tỷ bạc các bạn, ăn 200.000 các bạn dừng được các bạn, các anh em có làm được không? Tôi khẳng định luôn khi các anh em có 100 triệu mà các anh em mà ăn được có 200.000 anh em nghỉ. Anh em nghĩ mà các anh em nghỉ mà các anh dừng được thì thật sự là tôi nghĩ là anh em không làm được. Và những ai mà không có vẫn còn tư tưởng tham ấy, thì tốt nhất là anh em đừng đến chơi. Cứ đi chơi anh ạ, khuyên anh em chân thành thế. Và cái giá trả rất lớn anh em ạ. Và tôi thật sự là video thì nó cũng đến đây thôi. Và tôi cũng xin kết thúc tại video ở đây. Thì những anh em nào ấy mà đã xa bờ rồi ấy, và cùng hoàn cảnh ấy, thì anh em cho tôi một cái lời comment động viên để cho tôi có nghị lực sống ý nghĩa cho những cái ngày tiếp theo. Chứ còn dính vào cái món này mà này tham xong lại không kỷ luật, xong lại muốn lấy hết tiền của thiên hạ về xây cái nhà vệ sinh của mình ấy, thì cũng còn cái tư tưởng ấy thì thật sự ra là chỉ có chết thôi. Và tôi cũng mong rằng tôi sau khi tôi làm video này thì cái tâm tham của tôi nó sẽ bớt đi, và hy vọng là nó sẽ giúp được cho rất nhiều anh em không phải bước vào hố, và giúp cho rất nhiều anh em là không phải lún sâu nữa. Nếu mà mình cảm thấy mình không làm chủ được cái này thì tốt nhất là nên dừng càng sớm càng tốt.
Ok nhá. Thôi kết thúc video tại đây nhá. Xin chào anh em. Chào cả nhà.